Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa bài nhé anh em. Rồi, tiếp tục gọi là khám phá những cái đội hình bá đạo thôi nào. Trận này thì mình sẽ thực hiện cái ý tưởng của một bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình. Đó chính là làm về Thượng Long và tích lên một cái cột mốc vàng tầm khoảng 100 đến 150. Và roll để xem là chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái gì. Ok, đương nhiên rồi, nếu như mà chúng ta tích nhiều vàng như thế thì chắc hẳn sẽ cần phải có được gọi là cấp độ 9 và lên được 9 Thượng Long phải không nào? Mà không hẳn, cấp độ 8 thôi, cấp độ 8 chúng ta cũng có thể chơi được 9 Thượng Long rồi. Bởi vì con Orion Son thì nó sẽ cho anh em gọi là ba hệ lận. Anh em nào mà có ý tưởng hay, độc lạ, bá đạo hơn ý tưởng này thì hãy mạnh dạn comment để mình có thể làm cho anh em xem nhá. Trời ơi, đau thế. Cái bọn pháo thủ này anh em ạ. Mà hôm nay lại còn có cả Zenith 2. Zenith 2 sớm như thế này thì xong thật rồi. Rồi, đầu game thì mình đã có được một cái loại công nghệ, đó chính là nhà tài phiệt. Rất là phù hợp để chúng ta có thể gọi là tích vàng và gọi là stack ở con mốc 70 thì anh em sẽ có được tối đa cái lượng vàng nhá. Ui giỏi ơi, Nidalee 2 và Nami. Mình đang theo anh em là còn nên gọi là mạ vàng cái bọn Thượng Long này hay không? Mạ vàng thì cũng được thôi, nhưng mà căn bản bây giờ là mình sẽ cần phải tích lên cái cột mốc 70 đầu tiên trước cái đã. Nó hơi khoai đấy. Giờ chắc là mình sẽ đánh theo chuỗi thua đi. Thượng Long thì cũng khá là dễ chơi thôi anh em. Nó cũng theo một cái kiểu dốc đồ ấy. Na ná giống dốc đồ nhưng mà cái hệ Thượng Long này nó thú vị hơn nhiều. Nó đỡ bị cấn hơn nhá anh em nhá. Còn dốc đồ là chúng ta phải bán hoặc là lựa chọn đúng không? Còn Thượng Long thì anh em roll nó cũng ra được nhiều tướng rồi. Còn cái nào mà bị cấn quá thì chúng ta có thể úp cấp nhẹ một phát. Không sao cả. Bạn này chắc là chơi Ngọc Long này. Nidalee của chúng ta khả năng là cũng không thể nào mà cào được người nào với cả Ace luôn không? Cố lên. Đúng rồi. Ok. Win được ạ. Mình cứ ngỡ chứ là bị thua chứ. Bạn này lên cấp 4 nhưng mà vẫn thua mình. Không sao. Vladimir này. Vậy là chúng ta đã có được 4 Thượng Long. Lilia thì cũng là trong cái bộ tộc Pháp Sư. Nhưng mà bắt bây giờ thì nó hơi bị lẻ vàng. Mình đang tính bắt Lilia thay vào vị trí của thanh niên Illaoi ấy. Nhưng mà nếu như mà có 32 vàng thì chắc chắn là mình sẽ bắt. 31 thì thôi, 31 sợ thua lắm. Thua phát là lẻ vàng là rất là phí cái lợi tức. Và anh em cũng có thể thấy là mình luôn luôn tích lên những cái cột mốc nó chẵn vàng. Rồi, vậy là chúng ta sẽ có đối thủ cạnh tranh. Mặt hàng Thượng Long này rồi, bạn này có trái tim Thượng Long luôn. Thôi toang rồi anh em ạ. Toang thật rồi bu em ạ. Thôi không sao, thích thì chơi cạnh tranh luôn. Đã chơi là phải chơi tới cùng anh em nhá. Cạnh tranh như này mới thú vị này. Bạn này thì khả năng kẹp thêm Ezreal để có thể kích hoạt thêm xạ tiễn. Nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa có virus. Win 32 này. Không biết là phiên đi chợ sắp tới chúng ta có gì không. Anivia, Lenzin, Nami. Nami cầm gậy thì cũng khá ổn. 92 máu. Chắc là mình sẽ lấy nước mắt đi. Mất nước mắt rồi. Lấy cung vậy. Tại vì cái gậy này thì mình đang gọi là tính xem là có nên chơi Nami carry hay không. Nhưng mà chắc hẳn là nhiều anh em chơi Nami quá. Với cả lấy về thì chúng ta lại bị ấy nữa. Nhiều khi không chơi nó sẽ bị dính đồ thì nó hơi bị khó xoay bài á. Với con Nunu nó 3 vàng cũng khá ổn. Thế đấy thì trận này mình sẽ dồn đồ cho Virus cánh tim đi, thay vì Nami. Còn về những trang bị chuẩn dành cho Virus thì mình hay lắp cho nó những trang bị như là Sojin, cuồng đao, diệt khổng lồ là trang bị thứ ba, bàn tay công lý,
găng bảo thạch, không thì ấn pháp sư cũng được. Anh em nào mà có ấn pháp sư thì đúng ngon luôn nhé. Còn không thì anh em có thể chơi Aurion Storm phiên bản pháp sư. Úi giời ơi, không biết là cái lõi tiếp theo chúng ta được cái gì. Mong mà ra lõi là nó xịn xịn chút. Scanner 2 sao. Nhận 10 vàng lợi tức tối đa ở mỗi vòng đấu tăng lên là 7. Đấy, nên cứ đơn 70 vàng thôi. Giờ mà không ấy cái lõi này thì hơi khó tích vàng đó. Scanner thay vào vị trí của Illaoi đi, mình nghĩ là sẽ trâu hơn. Và mình sẽ úp cấp 6 mà mình mới roll nhá. Tại vì ở cột mốc 6 Thượng Long thì cái ấy nó to hơn. Chắc là trận này mình sẽ mạ vàng luôn Thượng Long đi. Bạn này là vẫn là Zenith 2 này, Token 2. Châu thế. Uầy, sợ thật cái bạn này luôn. Lần nào mình gặp bạn này nó cũng ti tầm khoảng 10 máu. Chịu đấy, bạn này chơi pháo thủ là cái chắc rồi. Pháo thủ lễ hội là đây chứ đâu. Khả năng là anh ta chơi luôn Zin ấy. Rồi, loại gì đây nào? Mong cho mình lõi dịu một chút nha. Xoay bài tự động lối đi riêng vọng âm lưu đần. Chắc là mình sẽ phải đổi lại thôi. Nhưng mà vọng âm này cũng tương đối ngon đấy. Ui rồi ôi, thôi lấy cái làm nóng nha. Cái làm nóng này thì nó cũng là một trong những cái lõi mà cực kỳ phù hợp khi mà chúng ta chơi Thượng Long. Tại vì hàng chờ luôn luôn chúng ta sẽ có tướng mà mạ vàng và gọi là slow roll như thế này thì đúng là tuyệt vời với lõi làm nóng luôn. Biết vậy lấy cái lõi vọng âm đi cho nó ngon luôn đi. Nhưng thôi lấy làm nóng cũng được. Trời chơi liều, tôi đang tính thêm một Thượng Long để roll luôn ở level 5 luôn ấy. Nhưng mà có vẻ như là không may mắn, nhưng mà mình nghĩ có trời có chịu. 66 máu, hiện tại là mình đang đứng ở vị trí top 7. Đối thủ tiếp theo của chúng ta là ai đây? Đó chính là HPT Ngáo. Rồng Kim Long. Rồng Kim Long này rất là trâu này. Bạn này lắp cái trang bị của Kim Long cho Anivia kia thì hơi sai. Tại vì cái trang bị đấy thì mình nghĩ là ở đầu tư thông minh, anh em cần phải lắp cho những cái vị tướng nào dễ bay máu sớm. Nhưng mà 14 máu, đùa tôi à. Scanner, mình sẽ úp lấy cấp 6 mình mới roll nhá anh em nhá. Tuy là như vậy thì nó cũng sẽ có rủi ro trong cái việc mà chúng ta bị cấn. Nhưng mà 6 Thượng Long thì chúng ta sẽ có nhiều vàng hơn, anh em tin mình đi. Tin thôi. Nhiều vàng rồi khả năng tướng nó cũng cao cao hơn chút. Đội hình thì nó cũng gọi là đép ổn. Chứ bây giờ anh em thấy không? Thua tầm khoảng 10 máu, 14 máu. Chẳng mấy chắc là cút đâu. Cẩn thận. Ây chà, bạn này chơi huyền thoại này. Anivia có quỷ thư khá là chất lượng. Đã có Valibia với cả On rồi. Úi xời ơi, Poan. Con On này vừa trâu lại còn hất tung khả năng khống chế. Khống chế của nó lại còn rộng nữa cơ. Khó chịu lắm anh em ạ. Mấy thằng này nó múa, Volibear nó múa kìa anh em. Nhìn Volibear nhảy hai vãi cứt. Giờ đi chợ nào. Có gì không? Aisha. Khả năng mình sẽ lấy Elise để có thể lắp một cái Sojin dành cho Virus nhá. Nhưng mình đã nói rồi trận này mình sẽ dồn đồ cho Virus. Đây cũng gọi là một trong những video mà mình hướng dẫn cho anh em chơi Thượng Long để leo rank đi. Không hẳn là vào top nhưng mà mình nghĩ là sẽ có một cái lối chơi. Lối chơi Thượng Long phong cách mới. Khi mà có nhà tài phiệt sớm. 52. Mình sẽ cho con này vào.
Vậy là chúng ta sẽ có được 6 thượng long rồi nhá. Ron. Đấy. Thấy chưa? Vàng về liên tội. Đấy, bây giờ chúng ta cứ dừng thôi. Hạn chế bị cấn thôi nhá. Bị cấn nhiều cay cú lắm anh em ạ. Và chắc là mình sẽ lắp thêm một cái áo choàng thủy ngân dành cho thanh niên Illaoi. Trang bị này thì nó sẽ giúp cho Illaoi đỡ bị khả năng khống chế. Cũng nana giống con vách. Rồi, người chơi cạnh tranh của chúng ta cũng đã có được tương đối như Virus. Bạn này thì cũng chơi ấy à? Chiến binh đồng à? Nhìn khá căng đây. Nhưng mà với đội hình full 2 sao của chúng ta thì mình nghĩ là cũng đẹp ổn rồi. Thua thì chắc là cũng không thua nhiều lắm. Thậm chí là còn thắng luôn đấy chứ. Thắng luôn nha. Nhân. Mấy ông này bắt nạt tôi hoài luôn. Chơi bắt nạt tôi hoài. Ok. Công đã để rút kia hình như là cũng đang khá là trái đó ta. Nami nào. Illaoi, Nami, Virus. Ok, 52. Đấy, rôn từ từ thôi. Đừng có vội. Chưa có con nào 3 sao. Ở vòng 3.6 thì cũng không sao cả, anh em đừng có quá lo ngại gì. Tại vì cứ từ từ. Cửa hàng chúng ta đổi lại thì auto là có tướng mà. Mỗi năm lần đổi lại là kiểu như là sẽ có tướng Thượng Long cái chắc. Đây rồi, đối thủ chuyên kiếp. Bạn này thì đã có cho mình được Nami 3 sao, kẹp thêm xạ tiễn để có thể tăng thêm cái lượng tốc độ đánh dành cho Virus rồi. Khá chắc bắt. Để xem nào. Nami 3. Không hiểu vì lý do gì mà mình thắng được bạn này. Thắng được không? Bạn này có Nami 3. Ồ thua hay thắng? Ờ thắng này, hai vãi. Bạn này còn có xạ tiễn đấy nhở. Xạ tiễn Virus đấy nhá. Ảo ma thật. Nhưng mà anh ta hình như mới chỉ có được 5 thượng long thôi. 6 thượng long đúng khác biệt hơn hẳn. Nami. Ở Vladimir. Lượm chút tiền đã. Rồi. Được quá nhở. Vậy là còn một Vladimir. À không, một Nami nữa thì chúng ta sẽ có được Nami 3. Nami sẽ cho vào đây đi. Cho con kia nó 3 stack sớm được. Không biết khi nào mình có Arizona nhỉ. Nhiều kháng phép đấy. Tôi cần một cái gậy. Bị ép à? Trời ơi, cay chưa anh em. Illaoi, Vladimir, Nidali. Ây trời ơi, bán con nào đi đây. Ra đúng lúc hai con thế này. Chết sợ rồi. Trong trường hợp này thì bắt buộc chúng ta phải roll thôi. Đây, trời ơi, xong ra con Nami sớm đi ông ơi. Ra Nami sớm phát là anh em mình vui vẻ rồi đúng không? Buồn thực sự luôn. Rồi, bạn này dồn đồ cho Cocky chứ không phải là Zenix. Có rồng Siphon thì có thể đép rồi. Đội hình lễ hội kết hợp với rồng này thì cũng tương đối trâu. Cocky là một trong những vị tướng 4 vàng trong bộ tộc pháo thủ lễ hội. Cực kỳ chiến. Ok. Anh em nào đấm tôi gọi là nhớ hết tên rồi đấy nhá. Ghi vào sổ rồi. Chờ cái cơ hội gọi là phá bá thù. Nói gì nào. Quà từ vũ trụ là đây chứ đâu. Được chưa anh em ơi. Sẽ lên 5 hi chán nhở. Lại thế nữa rồi. Toàn bóp thôi. Nhìn này, cay chưa. Giờ chắc là mình sẽ ưu tiên con Illaoi trước nhá. Tại vì Illaoi chỉ còn một con nữa thì chúng ta sẽ lên được 3 sao. Trong đấy thì Vladimir nó cũng lại Skarner. Làm ơn lại Skarner tiếp. Bực thế. Đây rồi, Illaoi 3 rồi. Illaoi 3 luôn. Rồi bây giờ thì ra mau đi. Skarner Virus ra mau còn kịp. Cái lúc mà không bị cấn mà nó lại ra cơ thì đúng gọi là bóp giái đồng đội luôn. Cay vãi. 75.
Chút nữa chúng ta sẽ có được kho rồng thần. Chắc là mình sẽ ưu tiên lấy những cái trang bị dồn đồ cho virus. Bạn này thì chơi Tempest đã có được Alcine rồi. Lấy xin on. Sao chưa thấy giật nhỉ? Hay là giật rồi? Thấy giật như kiền cắn inox anh em. Cái giật này như giật sát thương chuẩn hay sao? Chơi. Không ăn thua nhỉ? Bên đây chúng ta cũng có được Eloy rất là trâu rồi. Quá trâu là đằng khác. Thì sau khi mà mạ vàng full combo 6 thượng long mạ vàng thì chắc là mình sẽ để dành tiền up cấp và tích tiền nhá. Nico, Cocky, 2 virus, ngon này. Một hit nữa thì Glenn luôn đi. Ok. Vậy là chúng ta còn thiếu Vladimir thôi à? Vladimir này mình nhớ là mình ban hai con của nó rồi. Hai con Vladimir để có thể búp sức mạnh cho Illaoi virus các kiểu. Mong là sẽ không gọi là dỗi. Nhá. Nhưng mà kiểu thượng long này thì bắt buộc phải ra, tại vì tướng Vladimir nó sẽ có rất là nhiều từng cái bậc một vàng ấy anh em, nhiều cực, hai ông lên 3 sao còn được nữa mà. Trời ơi, Anivia kiểu này là ngăn hết hồi phục cả, nhưng mà vẫn chưa ăn thua bạn ơi. Pew, ok. Rồi, ở phiên đi chợ lần này thì có cái gậy này. Con ba này cũng ngon phết đấy nhở. Nhưng mà chúng ta đã bị lấy mất rồi. Mình sẽ lấy gậy để có thể làm nhẹ một cuồng đao nhá. Ông này nghe thì tôi nói sao nhở? Không believe me gì đấy. Hách tai nghe của tôi đúng không? Lấy gậy bắt ông này, lấy luôn à? Dỗi vãi nồi. Nhưng thôi không sao anh em ơi, chúng ta vẫn còn cơ hội ở khu rồng thần. Vladimir này phát 3 con luôn đi. Chuột. Đấy, 4 con luôn chứ không phải là 3. Một hit nữa nào. Hecarim. Rồi lại còn 3 con nữa. Ok, giờ là mình sẽ để dành tiền up cấp thôi. Full combo 6 thượng long 3 sao rồi. Mình sẽ lắp một cái giết khổng lồ. Khi mà gặp quá nhiều anh em chơi rồng đánh cấp độ 7 thì mình sẽ úp cấp và cho chuột vào. Bạn này có con COU từ khá là sớm cho nên là rất là mạnh. Set COU này lắp đồ đam ngon hơn nhé anh em nhé. Trời ơi, kẹp thêm Yasuo à. Chiến binh rồng kết hợp với Ngọc Long sao? Khá ổn đấy. Cho nó. Pirate hơi thiếu tốc độ đánh, nhưng mà trong cái trạng thái Uref thì mọi thứ sẽ được diễn ra x2 rất là nhanh. Chuột 2 luôn à? Úc cấp. Đây. Mình má là chuột đi làm gì ta? Để chuột 2 dù gì chúng ta cũng đâu tích lên được cột mốc 70 đâu. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là giữ máu nhá anh em nhá. Giữ máu và tích vàng. Giờ roll thì nó cũng gọi là không có gọi ra được Orange Sun đâu. Ra cũng được thôi nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ roll ở những cấp độ cao hơn. Thì mình tin chắc là thần rồng thượng long sẽ xuất hiện. Ok, bắt đầu khỏe lại rồi. 37 máu và 4 trận thắng liên tục. Bây giờ ra combo 4 quả vàng đây. không cần cái này, chắc mình cần một cái gậy nhá.
Không có gậy à? Gậy này. Lấy luôn đi. Hơi nhiều vuốt rồng nhưng cũng không sao cả. Vuốt rồng còn lại thì theo anh em mình ném cho con nào. Cái này thì áo choàng tĩnh lặng này. Lắp cho Illaoi đi. Siêu né. Này thì ném cho Vladimir cũng khá ổn đã. Rồi. Này vào đây đi. Cái này mình sẽ ném ra để có thể tích cái lõi công nghệ làm nóng nha. Chưa nó vẫn bị thiếu một cái stack anh em ạ. Để nó ra như này thì một vòng thì cũng được thêm tăng thêm một cái. Nhiều khi có cái này là anh em gọi là sắp xếp đội hình các kiểu nó một cách chỉnh chu hơn đúng không? Chúng ta sẽ có được tương đối nhiều thời gian. Chuột hai này. Ok luôn. Vladimir. Nhìn qua thì những video của chúng ta nó được kích hoạt gần hết những cái hiệu ứng của làm nóng rồi, nó sẽ có stack ở dưới nha anh em, 4 vòng là được. Tinh nữ lôi long, ngọc long, long xạ tiễn, chiến binh rồng. Ồ. Ở vị trí bên này cũng không sao cả. Nhưng mà cũng ít người chơi, hầu như là không ai chơi Thread. Bạn này mình nhớ là có con gì ta? Con Alcine đâu rồi? Bạn này cấp 9 nhanh nhờ. Trong khi đấy mình mới chỉ cấp độ 7 mà thôi. Lôi long với chúng tôi. Ok. Tiêu diệt đội hình cấp 9 một cách khá là dễ dàng. Trong khi đấy thì đội hình của chúng ta mới chỉ có 7 người mà thôi. Quá ảo diệu. Ảo tung chảo là đằng khác nhỉ. Giờ thì mình sẽ tích lên cột mốc nhiều tiền nha. Đấy, sao mà ra được. Sao mà ra được con Sol bây giờ. Một click nữa úp cấp à? Anh à. Thôi, không tham nữa. Con Neri là một trong những cái vị tướng mà mình cảm thấy như là nó cũng khá ổn đấy. Dồn đồ cho Neri ở những giai đoạn đầu game thì carry cũng rất là chiến. Chúng ta chỉ cần kẹp thêm một con Gna vào nữa, kích hoạt hóa hình là cũng sẽ có được một cái đội hình dép ổn ở giai đoạn bắt đầu trận rồi. Mà dẫn cái này là hồi máu nhỉ. Skill của nó lại là hồi máu là sao đây anh em. Uầy. Yloi rất trâu nha. Trâu chưa? Quá trâu. Gòi luôn. Xin nhẹ một chút huyết. 87. Thôi bây giờ úp cấp thì có được cái gì đâu. Thôi cho thêm một chút pháp bí ẩn vào đi. Búp cho ấy nữa. Ai à. Này anh em cạnh tranh của tôi đây hả? Màu có vẻ bị thụt công phanh ấy nhở. Cũng bây giờ mới có được Vladimir ba sao. Đúng là cạnh tranh thì sẽ có một ông xanh và một ông phế mà. Đầu tôi là tôi hay chơi cái chiến thuật gọi là khổ trước xứng sau mà anh em. Đầu game tôi mắc khổ anh em có thể thấy. Vào nào cũng tầm 10 máu, 10 bôn máu. Nhưng mà bây giờ anh em hãy nhìn xem. Mình cấp 8, 80 vàng, 7 trận thắng liên tục. Và chưa ai có thể chấm dứt được cái chuỗi thắng của mình. Hiện tại đấy nhá, nhưng mà sau này tôi chưa biết ông nào đấm tôi không hay đâu. 4% ra được những vị tướng 5 vàng. Trong này thì cũng có bậc 10 vàng luôn. Thì vậy cũng 5 vàng và 10 vàng như nhau. Không phải là khu rồng rồi. Rồng bay qua nhưng mà không có đấy rồng. Nhiều khi là có một phiên đi chợ chúng ta có toàn bộ là loài rồng luôn. Nhưng mà nếu như mà cái phiên đi chợ lần này mà có con Aurion Son thì chắc chắn là mình cũng sẽ không lấy được. Thì vẫn còn một người anh em cạnh tranh nhưng mà khó lắm. Ai để cho mình lấy được. Mình lấy cái phong kiếm này đi. Chút nữa hất tung mấy ông cay chơi đó. Nhờ. Yeah.
Rồi. Giờ thì mình sẽ 100 vàng rồi đấy anh em này. Giờ có nên roll không ta? Roll một chút tìm con Sol nhá. Hay đợi bạn này bay màu đi. Scanner 3 rồi. Đây bên này. Có gì mình sẽ hất tung virus của bạn này khi mà có sẵn phong kiếm sau. Hoặc là Nami cũng được. À, đổi vị trí rất nhanh rồi. Vậy thì chúng ta sẽ lắp cái này cho con này. Có gì đâu. Chạy đâu cho hết nắng hả người anh em. Nhìn đồ Nami của bạn này khá là chất trời. Ồ. Thế ta chỉ còn 16 máu thôi, hình như là đi luôn rồi. Đi luôn rồi bu em ạ. À. Phew. Ui, một máu à. Hay nhờ. Bạn này lõi đẹp giống ý đúc mình luôn. À không, đẹp hơn mình khi mà chơi Thượng Long nhá. Mình thì cũng đẹp vừa phải thôi. Bạn này có cả trái tim Thượng Long sớm ấy, chơi được 6 Thượng Long sớm đấy. CoU Ngọc Long bí ẩn. Bí ẩn luôn à. Cấp 9 thì mình mới cho được cái con CoU vào. Nó vừa kích hoạt được Ngọc Long. Mình lôi Long. Bên này thì cũng 9 Ngọc Long rồi. Ông này cũng Ngọc Long luôn. Ngọc Long bí ẩn. Ngọc Long, Lôi Long. Nhìn qua thì hơi sợ cái con Auxin nha. Bạn này thì chơi Ngọc Long và đúng bài khi mà có hai loại công nghệ liên quan rồi. Zazua giáp lửa. Tăng rất nhiều máu. Úi giời ơi, cố lên nào. Không biết là có ăn được cái bạn này hay không nhỉ. Ui, con Illaoi của mình ăn gì mà nó trâu thế ta. Không phải sao, nãy giờ mắc mạnh luôn. Ok, 10.000 dam luôn kìa. Kinh chưa, anh em thấy virus nó cao tơ chưa. Rồng, không phải là rồng rồi. 500 ma thuật cái gì ở đây. Bạn nào mà đang xem đến đây rồi thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để có thể tạo động lực giúp cho mình ra những cái video chất lượng hơn nhé. Và đừng quên comment những ý tưởng của anh em. Mình rất là trân trọng những ý tưởng của anh em và cố gắng trả lời tất cả comment của anh em luôn. Anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với mình hoặc là có ý tưởng gì hay bá đạo, đội hình gì chất thì có thể inbox qua Facebook cho mình nhé. Anh em nào mà kết bạn Facebook mình ấy thì comment ở ảnh bìa hay là gì đấy ở bên YouTube qua thì mình mới biết. Nhiều ông ở tôi không biết như là như nào luôn. Facebook gọi là chả thấy ảnh avatar các kiểu. 150 vàng. Vẫn chưa thấy Sol. Mình sẽ roll cố tìm con Sol một chút nhá. Sol. Đây rồi. À, vậy thì mình sẽ bỏ đi Nam ở con này, hai con này. Rồi. Được chưa anh em ơi? Mày chiếu bên này đây. Này lắp đại đi. Úi giời ơi. Bạn này thì chơi swim đồ khá là chất lượng này. Chiếm mic rồng và huyền thoại. Dồn khá là nhiều trang bị dành cho swim 3 sao rồi. Volibear thì rất là trâu. Nhưng mà đội hình chúng ta có tận đến 2 cái vứt rồng thì counter khá là mạnh. Swim luôn. 150 vàng, 9 thượng long. Chuẩn bị đến thời khắc roll rồi anh em ơi. Chuẩn bị đến thời khắc roll rồi. Tích nhiều tiền thế này là chuẩn bị xài xà láng luôn. 165 nha. Ôi giời ơi. Tôi là chỉ cần con Aurion Son thôi đấy. Roll Tenbo. Roll mệt nghỉ. Ấn nát tút đề. Ok, chưa thấy thêm một con nào nha. Đây, toàn cái thứ quỷ sứ gì đâu vậy. Ra xua. Chán thật đấy. Cái này mình sẽ lắp cho Scanner cái này. Cùng cung à. Thôi để dành lắp Sojin hay gì đấy đi. Ôi giời, hai đồ luôn. Ngon. Lắp lẹ lắp lại à.
Chín Thượng Lòng có khác. Quà wow, có vẻ xịn hơn đấy. Soraka màu đen thế. Không thấy con Soul nào vậy. Mình roll như này chắc tầm khoảng 200 vàng rồi đấy anh em ạ. Mà chưa tới. Mỗi lần roll xong là mình có tầm mấy vàng rồi mà. Này, cứ roll liên tục như thế này luôn này. Nên tôi roll chắc tầm khoảng, không nhớ là bao nhiêu lần nữa. Đấy, mãi được thêm một con ạ. Con thứ hai này ở hàng chợ rồi. Chợ là có 4%. Rồi xong luôn rồi. Tạm biệt giấc mơ Aurion Son 3 sao nhé. Đồn nhiều vàng như thế thôi mà ta. Toàn mấy con đồng linh ta linh tinh Savanna thôi ạ. Với cả rồng lôi long Absin thôi. Ui dồi ôi, chán thế nhở. Ui dồi ôi, lại còn thua nữa à. Đồn đã đen rồi, bây giờ thua lại còn gọi là buồn thối ruột. Ờ, bây giờ mới bị đánh bại này, bạn này khỏe rồi đấy. Chúng ta có một thuật sĩ nhân tạo, khá ổn. Cái thuật sĩ này thì nó sẽ giúp cho Aurion Son của chúng ta sẽ được sử dụng kỹ năng nhanh hơn nhá. Mỗi khi mà team của mình sử dụng kỹ năng hoặc là team địch sẽ được hồi mana. Ngon lành phết đấy. Trời đất ơi, toàn là Savanna thế này. Trời đất ơi, đen thế. Ồ, nhiều nước mắt phết nhở. Nên làm nhẹ hai cái chén sức mạnh đi. Ngại gì vết bẩn. Cái này búp phần trăm công lực luôn. Này lắp lại cho Nami cũng được này. Ui giời ơi, rôn thế là chết. Rôn đen thực sự luôn ạ. Nhưng mà được cái là nhiều đồ dã man. Giờ là chỉ còn slot đồ của Nami với cả Nidalee thôi. Hai con này là chưa có full đồ. Còn lại con nào cũng full hết đồ rồi. Bên này thì sao? Chính Ngọc Long. Hai COU đang solo cùng với nhau. Một bên thì Yasuo, một bên thì có xảy ra đam phụ. Trời ơi, BF à. Còn gì nữa không nào? Tỷ lệ lên được Aurion Son 3 sao ở level 8 là cực kỳ khó nha anh em nhá. Khó thế nhở. Anh em thấy khó chưa? Toàn là cái quỷ sứ gì đâu không. Toàn mấy thằng âm binh xuất hiện không anh em ạ. Đen vãi. Rồi mà chiếu thẳng mặt bạn này. Nhìn qua Taric rất là trâu. Nhưng mà chúng ta lại có dịch khổng lồ, áo choàng lửa, đốt máu thế này thì trâu thì cũng phải bay máu thôi. Khả năng bạn ấy đi luôn rồi. Rồi chúng ta tương đối mạnh rồi anh em ạ. Bên này thì sao? Hồi nãy thì mình có thua bạn này, nhưng mà bây giờ bản sao của chúng ta nó đã có sự thay đổi, mạnh hơn rồi anh em ạ. Hay da, có lẽ nào lại không ra thêm một con nào nữa. Yasuo 2 rồi, chiến đấy. Mình sẽ căn trước để có thể hất tung Yasuo này cho chắc. Cũng như là chút nữa mình cũng mày chiếu luôn. Ui chết rồi, không tích kịp cái stack của con này ạ. Mình đang tính cho con Soul ra một chút để lấy cái làm nóng tí anh em ơi. Quên ấy, đến cuối vòng rồi mình nhớ lại. Sorry anh em, chúng ta đang thiếu cái stack của làm nóng.
này vào đây. Thôi chắc là mình phải all in. Oh, kiếm súng này. Kiếm súng là một trong những trang bị hết sức cần thiết dành cho Iron Son nha. Kiếm súng hashtag. Thêm một cái sojin. Thêm một cái sojin nữa đi. Còn hai cốc thì mình sẽ ném cho Nami. Quá đẹp, trời ơi. Trận này đồ đẹp như vẽ luôn nhá. Đồ đẹp như vẽ luôn. Đồ là mình full hết đồ rồi. Giờ có đồ cũng không thể nào mà lắp cho con nào được nữa hết. Chán chưa? Full đồ mà. Sự lợi hại của chín thượng long là đây chứ đâu. Ui giời. Bị Hasagi rồi. Đau chưa? Lại bảo không đau đi. Thôi chắc bây giờ rôn hết tiền thôi. Nhường à? Ông lên được con gì nữa không? Lên để tôi dùng nhường. Bây giờ mà mình nhường thì Aurion Son này. Nên nhường không ta? Quà từ vũ trụ này chả ăn thua rồi. Thôi chắc mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây luôn anh nhé anh em nhé. Bạn này thì cũng hơi lâu lên xây ra 3. Ra số 3 thì gần như bằng 0 rồi. Ok. Con Son của mình đồ này thì thôi chứ. Virus này. Con bắt loạn sinh ngầu. Anh em tập trung đánh cái thằng Yasuo đi. Đây rồi. Rồi xong rồi. Boom. Ok, vậy là trận đấu chúng ta cũng đã kết thúc luôn rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.